We will study about language focus. Here we go. We have to complete the sentences with the quantifiers. In the box, there is one extra quantifier. Right. A few, a little. A few và a little khác nhau chỗ nào con? À, trước hết, a few với a little nghĩa là gì? À, một ít ha. À, cái nào đếm được? À, Phiêu a few cho cô ví dụ xem. I have a few. đếm được Book, a few, một ít là có hơn một chưa? nhiều có À, vậy thì a few books hay là a few books? few books. That's right. À, đếm được. Và a few, à, này là không đếm được. Okay. And can you give me one example with a little? A little water. Yes, a little water. Okay, so do you often have how much water do you thought tự nhiên cái how much từ từ đã chưa nói tới how much here we go. Đây. Ví dụ như vậy ha. So a few a little. Đấy. Ha. Rồi, vậy thì few với little lại khác nhau ở chỗ nào con? Ở đây mình có câu nói này nè. The speaker is happy because there's some a few đối với a few and a little we are happy. Because we have some of them. But for a few and little, the speaker's not happy because there's not enough. So, ở đây là mình nói few and little. Nó sẽ hơi khác ở chỗ này một chút ha. Nó sẽ có là không đủ. Nên mình không vui nha. Đó, thì trái ngược với few nè. Few books and few friends. I only have few friends. Thế thì con thấy trong hai trường hợp này nè. I have few friends và I have a few friends. Thì trường hợp nào là mình thấy cũng ổn với cái việc ít của mình. Đó là few few friends hay là a few friends. Yeah, I have a Là cái nào vui? Cái nào là thấy cũng đủ? few friends. Yeah, I have a few Few friends là ít nhưng mà đủ chơi chung hoan còn ở I have few friends là không đủ thấy không vui rồi đó. And how about you? Do you have few friends or a few friends? Do you how many friends do you have? I You don't know. Why don't you know how don't many friends you have? How many friends do you have at school? Many friends. How do you think you have a lot of friends or just a few friends? friends. A lot of? Yeah. Yeah, okay, that's good. Right, it's good to have friends. Next, here we go. Next, you see, this is the difference between I have few books, you see. Only few books, so like cái hình này nó cũng không chính xác lắm nha. Cái hình này nó không chính xác, nó không diễn tả được cái sự ít đâu. Few và few nè. Đây, for example, ở đây là few nè. Ít ha, few books, rất ít. Và a few books, so more than that, a little money and little money, just little and a little money. So you have more than little, okay? Next, mình sẽ có là a lot of ha, a lot of thì nó cũng tương tự với lại lots of, nói lots of cho nó nhanh. Và ngoài ra mình có many và much, giờ mình giải quyết many và much trước nha. Trong hai cái nào đếm được con, nghĩa nó là gì? What does it mean? Dạ nhiều. À, cái nào đếm được? Mini. Many đếm được. Ok, can you give me one example about many, cho cô một ví dụ nào. Cho cô một ví dụ về many nè. Ví dụ như mình nói là tôi có nhiều tiền thì mình nói sao? I have many
Money. Many mình dùng đếm được hay không đếm được? Yeah. Đếm được. À, money đếm được không? Một tiền, hai tiền. Mình có đếm gì Yeah. không? Ừ. Vậy thì mình sẽ dùng sao? Much. I have much money. Mà thiệt ra thì nó sẽ không dùng much, nhưng mà để từ từ cô sẽ hướng dẫn con chỗ đó sao. Còn thí dụ như tôi không có nhiều bạn bè thì mình nói sao? Haven't many friends. À, mình bình thường tôi không biết là sao? I don't know. Vậy tôi không có nhiều bạn. Tôi không có là gì? I don't have Nhiều many bạn. friends. That's right. Yeah, that's right. Ha. Còn chuyện mà nếu như con muốn dùng I haven't got ấy, thì con phải bỏ cái này đi. Và I haven't, nó phải có got, nó mới thành chữ có nha. Là kiểu của người Anh. I haven't got many friends. Rồi. And next. Rồi, bây giờ mình nói về a lot of và lots of nha. Hai cái này nghĩa là gì con? A lot of và lots of á, nghĩa là gì? Thí dụ như a lot of apples, nó nghĩa là gì vậy? Nhìn quá cáo À, nhiều hay ít? nhìn À, nhiều. There are a lot of dogs in the house. I have a lot of time. I saw a lot of people. We have lots of time. Đấy, we have lots of time. So, a lot of thì thường người ta dùng trong câu mang nghĩa tích cực nha. Và câu câu phủ định, câu khẳng định gì cũng, câu hỏi cũng ok. Đấy, thì cái nào cũng được. Ha. Thì cái nào cũng được. Và lots of thì nó lại ít, nó lại... không trang trọng bằng a lot of. Thế thôi, chứ hai cái thì cũng như nhau. Nên con có thể ráp hai cái thành một ha. So, cái này mình sẽ đọc là a lot of. Thí dụ như a lot of cars ha. Hoặc là lots of cars. Cũng là một ha. Và nó hay cái là nó có thể dùng cả đếm được và không đếm được luôn. Nên rất là tiện. Rồi. A lot of cars, lots of money. Again, please. A lot of car, lots of That's right. A lot of hai giọng Mỹ á, mình sẽ đổi tờ thành đờ nè, âm này rung nè. Nên mình sẽ có là a lot of cars. lot of cars, lots of money. A lot of car, lots of money. Yeah, cars. Cars. That's right. Wait a minute. Okay, that's good enough. Thank you. Right. And ok, bây giờ mình nói về cách dùng của a lot of và many và much nha. Nhìn thì nó đây 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 đây. Đây thì con chỉ cần nhớ như thế này nè. A lot of dùng cho cả ba loại câu nha. A lot of và lots of á, hai cái này á là mình dùng được cả khẳng định, phủ định, nghi vấn. Đó. Khẳng định nè. Phủ định nè. Nghi vấn nè. Đấy. Nhưng đối với many và much á, ha. Many và much á, nó chỉ dùng trong câu phủ định nghi vấn thôi. Đấy. Nó ngồi vậy đó. Thí dụ như con sẽ không nói là I have many friends. Thường người ta sẽ không nói như vậy nha. Người ta như thế này nè. Con thấy không? Câu khẳng định nè. Thì người ta sẽ nói I have a lot of money hoặc là I have lots of money. Chứ người ta không nói là I have much money hay là I have many friends. Cái đó là khẳng định, là để cho a lot of làm việc. Còn cái phủ định và nghi vấn á, thì con có thể dùng cả cả ba luôn. Much, many, a lot of ha, đều có phủ định nghi vấn luôn. Nên thí dụ như cô cho con một cái câu như thế này, con đặt câu dùng cô nha. Nhà có rất là nhiều, có nhiều chuột trong bếp, thì mình nói sao? There are nhiều chuột trong bếp. Yeah, many mice. Chỉ nhiều đâu. Are many mice Trong bếp. in the kitchen. Ok, rồi mình nói sẽ mình nhìn xem mình có dùng many trong cái câu khẳng định được không. Này con thấy chữ này là rare. Rare nghĩa là gì con? Rare trong rarely Hiếm. á. Ừ, hiếm. Hoặc nó rất là formal, có nghĩa là rất là trang trọng.
nên người ta nói nó có xài được, nhưng mà nó hiếm á, hiếm khi xài. Con có thể nói như vậy ha, nhưng thường thì người ta sẽ dùng là there are a lot of ha, và lots of mice in the kitchen. Thế thôi. À, thì mình nên theo quy luật của tụi nó thì lots of. À, rồi. And mình nói là tôi không có nhiều tiền. Thế mình nói sao? Tôi không có nhiều, tôi không thích uống nhiều nước. Thì như thế nào? I don't like drink a lot of Kể tôi không thích uống nhiều nước, chứ không có chữ có. Tôi không thích uống nhiều nước. water. I drink Like drink water. a lot of. Rồi còn gì nữa không? Water. 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 Rồi. Giữa hai cái động từ thì mình phải như thế nào? Ví dụ như mình nói I don't want know hay là I don't want to know. Giữa hai động từ này mình có cái gì cắt ra? Don't want That's right. Yeah, I don't like như thế gì? know. I don't like to. Yes, right. À, ngoài ra thì con có thể dùng kiểu like, love, hate chứ. Con cùng cộng cho với in thẳng luôn cho nó phải ha. À, nên nó là I don't like drinking. Cho nó nhanh. Như thế này nè. See? I can't stand là tôi không thể chịu nổi. I don't mind. Tôi không ngại. Nha, tôi không phiền. Thế thì I don't like love in nè. Pending. À, jumping. Rồi. Right. So, I don't like drinking. Ha. A lot of water. Câu này cũng được. Nó không sao. Nhưng mà con nhìn giùm cô vô cái chỗ này. Thí dụ như đây nè. Mình còn cách nào để mà mình nói về câu này nữa không? Mình có thể nào bỏ I don't like drinking lots of water được không? Được không? Được không? Không không biết Nói chung là cũng được đó. Nhưng mà chắc cũng ít. À, cũng được nha. Là tấm tấm lại là cũng được, nhưng mà chắc có ít người ta cũng ít khi dùng kiểu là I don't drinking lots of water. Nó cũng ngang ngửa với lại nghĩa thôi, a lot of thôi, nhưng không sao. Rồi bây giờ mình có thể nói I don't like drinking many water được không? nhớ không. À, vậy thì much được không? Không. Được. Much và many nha. Là chuyên câu phủ định, nghi vấn. Đấy. Nha. Much nè. I don't nè. Many I don't nè. Do you have much money? Do you have many friends? Rồi bây giờ con thử đọc cái này từ trên xuống dưới giùm cô nha. Go ahead please. I have a lot of money. I don't have much money. Do you have a lot of money? That's right. Chữ này đọc là lots of. Lots of. À, lots of nha. Rồi, next, please. I have a lot of friends. I don't have a lot of friends. Do you have a lot of friends? Ok, à, thì chỗ này là lots of và ha, chỗ này có s Lots. nè. Yeah. That's good. Nhưng mà con hỏi thì mình lên giọng chút nha con, nghe cho nó có vẻ hứng thú á. Do you have many friends? Ha. Đấy. Do you have many friends? Thấy nó cũng hơi chìm ấy, nó hơi trầm ấy. Ừ. Rồi, đó là mình giới thiệu qua về lots of, rồi. Right. Many much ha. Rồi, bây giờ mình nói về enough đi. Hồi bữa mình có nói về enough không ta?
Đây, enough có kết thúc ending sound là enough, enough. 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 Nhớ phở nha, enough. 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 That's right. Enough. And next thì con thấy là cô cho con hai ví dụ nha. I don't have enough money. Rồi. Here we go. Thì con thử đoán nha, how much is enough money. Rồi, đây là một trường hợp ha. Còn trường hợp thứ hai á là I'm not not good enough. Đấy. Thì con thấy á mình sẽ đây nè. Mình sẽ có tính từ đứng đầu so với enough. Tính từ đứng trước hay đứng sau enough? Dạ đúng trước. À, that's right. So mình sẽ có enough là tính từ adjective cộng enough, à, đủ cái gì đó. Con giờ con thử nói đi, tôi không đủ cao để trở thành người mẫu. Mình nói sao? Hả? Cái gì long? Cao. Cao á, cao là tall hay là high? Dạ, tall. Ừ, tall. Rồi. Rồi sao nữa? I'm not tall đủ. Enough. Rồi. To to trở thành bì gì đó. Be wild hay là become hay là begin? Be wild hay là become hay là begin? Be wild. No, be wild là hình như là hoang mang hả? Không phải. Không phải. Không phải. Không, tóm lại là không có chữ này. Chỉ có become thôi. Become. Become. Become nó giống như là chữ come á, nó sẽ thành come, came, come. Thì become nó cũng vậy, become, became, become. Nha. Đấy. Bước 1, bước 2, bước 3 là trở thành. Đấy. So, and begin là bắt đầu. Thì begin nó sẽ là began. Đấy. Và begin. À, rồi. So, mình chọn là I'm not tall enough to become một người mẫu. Một người mẫu. Con không biết nhiều. À, người mẫu hả? A model. Model. That's right. Model là cái mẫu, cũng là người mẫu luôn á. Rồi, here you go. So, San, can you, are you tall enough to become a model? No, I. No, I'm. Anna. No. I'm not tall. That's right. I'm not tall. I'm not tall enough to. To become, yeah, to become a become a model. 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 That's right, huh? Nina, I'm sorry, I'm not tall enough to ride your emotional roller coaster. Nghĩa là xin lỗi nha, tôi không đủ cao để mà đi cái tàu lượn cảm xúc của bạn. Nghĩa là lúc bạn lên bạn xuống ấy. Rồi, not tall enough. Câu tiếp theo mình có là I have much money, I don't have enough money. So con thấy là enough money thì danh từ đứng đầu so với enough. Dạ đúng. Đứng trước hay đứng sau? Dạ đứng sau. Ừ, đứng sau. Bây giờ con cho cô một câu ví dụ là ủa con không đủ cái gì? What don't you have enough? What don't you have enough? Hoặc là what do you not have enough? I don't enough. Enough what? Money. Money. Me neither. Me neither. Cô cũng thế. Rồi, sao chữ có rồi con?
I don't have enough money. That's right. Me neither. Yeah. Don't worry. Don't worry. Don't be sad. Yeah. Don't be sad. Me neither. neither am I. Okay. Cô cũng thế thôi. Cô cũng I don't have enough money. Rồi, next. Ok, so bây giờ mình sẽ điền vào chỗ trống ha. Does two hungry children là sao? Two cái gì hungry children? Không biết. Does too many hay là that's too much? Children đếm được không? Yeah. Hả? Children đếm được không? Yeah. Children nghĩa là gì? Vậy đứa trẻ. À, đếm được không? Thì được. À hả? Children là mấy child? Dạ hai. À, tầm 2, 3 được không? Dạ được. À, vậy là 2 trở lên là thành children ha. Một á là sẽ là child. Rồi, thế ở đây mình đợi điển gì? That's too many hungry children hay là too Hungry. à hả many hay much mình dựa theo cái children á Yeah, à rồi much dùng giấy đếm được hay không đếm được yeah, không giống được. ừ vậy thì many dùng giấy gì Yeah, được. à vậy trong này dùng many hay much Yeah, hả children đếm được mà two much. children how many children are there in your family Yeah, three. three right three Yeah. children you see is it countable or uncountable children eh? Is it countable or uncountable That's about countable so can we say many children or much children many that's children. right there are many children in your family and my family does too So, there are four children in my family, but now we are all grown up. So, you are too. You do too. So, in your family, there are many children. Huh? So, here we go. We have many children. Đấy. Children đếm được mà, nên mình sẽ dùng many. Huh? Rồi, next. Chấm, chấm, chấm. There are hungry people in the world. But only chấm, chấm. People are trying to do something about it. Đấy. Có nhiều người đói trên thế giới nhưng mà chỉ có chấm chấm người đang cố gắng làm cái điều gì đó với, đối với cái chuyện đấy vậy thì mình sẽ điền sao có thể điền gì ở đây người ta ý người ta nói là có nhiều người nhưng mà ít có nhiều người đói nhưng mà ít người hành động á vậy thì We are a few. hả vậy là ý con nói là đã có a few nghĩa là gì Yeah, ít. có ít người đói hả? Do you think so? Do you think Yeah. there are only a few hungry people? What makes you think so? I think there are many, 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 many hungry people in the world, especially in Africa. Okay, so can you change your mind? Do you change your mind? We are ready. Many. Ok, còn từ gì để điền được đúng không con? A lot That's right, of. many, a lot of. Ngoài a lot of thì mình có anh em nó là lots of. Rồi. And next. But only chấm chấm people. Only gì? Only. Dạ có. Chỉ có ít người. Có ít người hành động thôi. Vậy là mình chọn a few hay a little. Hay là enough. Yeah, a few. Yes, a few. Tại sao chọn a few? Yeah, tại vì a few ít nhưng mà đếm That's right. được. Okay. Will. Will là đọc là thành will. Need to provide. Provide có nghĩa là cung cấp. Cung cấp. Vớ hai của nó sẽ là provided. Provided. Yeah. Right. So, we need to provide
chấm chấm protein. Chúng ta sẽ cần cung cấp cái gì protein? Con nghĩ đối với người mà người ta bị đói thì mình sẽ cung cấp protein cỡ nào? How much protein do we need to provide them? Enough. Enough protein, right? Nếu mà mình không enough thì mình còn dùng được cái gì nữa? Protein. Nếu mình không enough á, mình có thể dùng cái gì nữa? Much. Much. Nhưng mà thường thì trong câu khẳng định thì mình lại không dùng much. Thế là mình chỉ dùng enough thôi ha. We need to provide enough protein. Ha? Chúng ta cần cung cấp đủ đạm. Rồi. Insects. Insects don't need as chấm chấm space or water. As này có nghĩa là như vậy. As nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà trong trường hợp mà nó cộng cho many, much, few hay là little này nọ thì nó có nghĩa là như vậy. À, chấm 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 như vậy. So vậy thì mấy con côn trùng thì nó không có cần cái cỡ mà không gian hoặc là nước như vậy, là nó cần cái gì? Cần ít như vậy hay cần nhiều như vậy? Theo con thấy là do we need a lot of space or just a little space to keep insects, to raise insects? Okay. Do you think how much space or water do you think we need to use to raise insects? Có nghĩ sao? Thì compare to animals, chickens like or cattle. Đó thì có nghĩ cattle đi. Cattle. Again please. Cattle, hả? Nghe giống castle, giống như cái cung điện đúng không? Nhưng mà nó là cattle, gia súc và livestock. Vật nuôi nè. Livestock. Again, please. Livestock. Livestock. That's good. Right. So, do you think we need as much space like cattle or livestock to raise insects? Mình có cần cái không gian cỡ như mấy cái con bự bự đó không? Để mình nuôi mấy con côn trùng á, có cần vậy không? Yeah. À, vậy thì mình sẽ điền là chúng ta không cần nhiều như vậy hay chúng ta không cần ít không gian như vậy? Nhiều, đúng không? Space your water thì là cuttable hay uncuttable? Yeah. Uncuttable. Yes, sao mình dùng chữ gì ở đây? Nhiều. Much. That's right. Much chung dành cho câu phủ định ha. That as much chứ chứ không ai nói là as a lot of hết ha. Okay. Need next. How chấm chấm people will eat insects in the future? Có bao nhiêu người sẽ ăn côn trùng trong tương lai? That's right. How many? Rồi. Chấm chấm. Chấm chấm food made with insects will you eat? Câu này thì mình sẽ điền cái gì? Food. Đến được hay không đến được? Đến được. À hả? Food đếm sao con? One food, two food hả? Không đếm được. À. Why did you change your mind so fast? Right. So, food đó nha. Trong trường hợp mình đã đếm được đó nha. Là nó phải... mình đang nói về loại đồ ăn thì nó mới đếm được. Kiểu như là... there are so many foods in my fridge. Đấy, fridge. Thì đó gọi là loại đồ ăn thì con mới đếm được. Còn nếu như con đang nói á, mà food thì nó đang thực phẩm thì nó sẽ không đếm được. Cũng như cái bánh vậy đó. Nếu nguyên một cái bánh như thế này gọi là a cupcake, a cake. Nhưng mình nói là cho xin tí bánh đi thì mình sẽ nói là some cake. Huh? A little cake. Give me some cake. Là mình đang nói về cái thịt bánh này nè. Đấy, và mình không đếm được. Rồi. So, mình nói là bạn sẽ ăn bao nhiêu đồ ăn được làm với được làm bằng côn trùng.
Thì bao nhiêu này mình dùng chữ gì? Không đếm được. Much. That's right. How much? See? Huh. Right, next. Okay, so answer the question with the real words in exercise one. Which quantifier can we use with countable nouns? Huh. Rồi, bây giờ con nhìn cái câu này nha. Con thấy là cái nào trong mấy cái này á, là dùng được với danh từ đếm được. Cái này người ta gọi là quantifier nha. Tại vì quantity á, có nghĩa là số lượng nha. Quantity. Okay. Quantity. Quantifier. Quantity. 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 That's right. Right. Đổi thành đờ giọng Mỹ. Nên quantifier có nghĩa là quantifier. That's right. Là định lượng những cái mà nhiều ít này nọ thì gọi là quantifier. So, which one can we use with countable nouns? À, trong mấy cái này thì cái nào dùng được với đến được con? Yeah, there's many. Rồi gì nữa? A lot of. Gì nữa? Enough. Enough. Gì nữa? Có gì nữa? A few. À, a few. Rồi, which one with uncountable noun? Much a yes. Little. What else? What else? A lot of. That's right. Enough. Yes. Right. That's good. Next, which one can we use to say there are smaller quantities of something? There are small quantities of something. Small quantities of something. So what's that? Something with small quantities. Small in number. Là nó ít á. Nó ít á con. Small quantities. 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 Right. Which one is used to say about small quantities? A few. A few. Ah, you know. I think so. Okay. What else? A lot of, đúng không? Enough, đúng không? Yeah. Many much? At home. Okay. Rồi, how about with large quantities? Which one? Many, much. Much. What else? A lot of. Right, yes. Anything else? No. Yeah. Yeah, that's good. Next, read tips for reducing waste, then choose the correct options. Okay, so do you remember reduce waste? What does it mean? I told you some ways, right? Some tips to reduce waste at home. So what does it mean to reduce waste? For example, we use tote bags instead of plastic bags, or we use reusable bags, or we use your water bottle at home. Okay, so what does it mean to reduce waste?
là tăng hay giảm con? Yeah. Hả? Là giảm, giảm đúng không? Ha. So reduce waste at home. Waste là gì? Waste là mấy thứ này nè. Waste là mấy thứ mà con bỏ vô cái trash bin á. Thì đó là gì? Ừ, waste là rác ha. So reduce waste là giảm rác thải. Ok. And đây, the tips là cái mẹo ha. And choose the correct options. Here we go. Rồi. Con có thể nào, can you please read the paragraph for me? À, và mình chọn ha. Mình sẽ chọn throw away too much or too many food này nọ đó. Vừa đọc vừa chọn nha con. Vô. A lot of food goes in the big ass. Say. Please start with the beginning. Does your family throw away? Does your family throw away too much? Here are a few tips can flow to reduce waste. Make a shopping list before going shopping. A lot of food goes in the bin as a little people write down exactly what they need to buy at the shops. Tip two. Next, please check. Check the price and food report before you shop and buy only what you really need. It's amazing how many things we buy that we already have we throw away. Enough things just to make room for new products. Yeah, go ahead, please. Yeah, go ahead, please. Buy the freshest food you can. You may spend a few pounds more, but fresh food is much better for you. Take a little time to wait and renew for a week. You can do it quickly, and it means that you won't buy things you don't need. Take a lot of time. Take a lot of time. Yeah, let me check. Right, here we go. That's very good of you. Thank you. Here we go. So we have something we need to take a look here. First of all, we have a few tips. Here we go. A few tips you can follow. A lot of food goes in the bin. Listen. A little people write down fridge, cupboards, need, how many things
We throw away too many. Enough things just to make room for new products, a few pounds, much better for you, take a lot of a little time. Okay, thank you. So here we go. Chữ này mình gọi là tip nha, mình đọc là tip, tip. Yeah, tip. Again, please. Yeah, con phải đánh cái lưỡi ra ha. Tip. Yeah, nghe nó không hùng hồn cho lắm ta. Mình sẽ là tip. Okay. Để lưỡi ngay đây nha. Để lưỡi ngay đây nè. Tip. Good. Right, a few tips. Đó, mình phải ps, ps, ps. Đấy, ví dụ thêm S vô nhà cô này cũng sẽ đọc là tips. Nè. Tips. Ps. Okay. Right. A little food goes. Chữ này là goes. Goes. Đúng rồi, goes. Chứ không phải go, ha? Goes. 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 Yeah, goes. Right. A lot of food goes in the bin. 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 Yes. And a little people. People. Yes, people. I write down. Chữ này đọc là... Đây, nguyên chữ này đọc là... Fridge. 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 Yeah. Fridge. Right. Fridge. And chữ này mình sẽ đọc là cup. Cupboard. 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 That's right. And need. Yeah, yeah. Need. Need. Yes. Need. Đấy, mình kéo dài cho đó sao? How many things? And then we throw away too many things just to make room for new products. Chúng ta quất bỏ. Con nghĩ là many things hay là enough things? Con nghĩ trong hai cái này nghe cái nào nó hợp lý hơn con? Chúng ta quất bỏ quá nhiều đồ để mà có chỗ cho đồ mới hay là chúng ta quất bỏ đủ đồ để có chỗ cho đồ mới? Quá nhiều đồ. Yes, too many things. Right. And a few pounds. Pound này là bảng Anh hoặc là cân nặng của Anh nha. Pound. 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 That's right. Bảng Anh hoặc cân Anh nha. Mình sẽ take a lot of time hay take a little time to create a list. Có nghĩa là mình nên dành nhiều thời gian hay là dành một ít thời gian để mà tạo ra một cái menu, cái list để cho cả tuần. You can do it quickly. Huh? Vậy thì chắc là nếu mà quickly thì mình sẽ a lot of time hay a little time con? A lot of. Quickly, quickly. Just do it very quickly. Thì does it take a lot of time or a little time to do something quickly? A little. Yeah, a little time. Huh? Yeah, có đó đúng rồi đó. Take a little time. Vậy thì dùng một ít thời gian nha. Dùng một ít thời gian. Right, that's good enough. Thank you very much. And next, we have... here we go. Complete the dialogue. Giờ mình sẽ phải hoàn thành cái bài này. Chấm, chấm, chấm. Dùng mấy cái này. Đây. How, cái gì? Meat, do you eat each week? Chọn nào đi con. How many? Ah, meat. How can much? You count? Yes. How much? Here we go. Rồi. How much, right? Next. I love meat. I eat chấm chấm of it. Cái gì of it? A lot. Yes, a lot of it. Huh? Rồi. A lot of it. Đấy, nó có sẵn chữ này luôn rồi. Quá sung sướng. Tiếp. Does
twice a day, in fact. In fact, thực tế là in fact. Tại vì fact là sự thật. So, does, người này mới ngạc nhiên, she's so surprised. Does chấm chấm much meat? Mình có là enough rồi, mình thêm cho to ha. Đó. Giờ mình chọn nè. Too much meat. Đọc dùng câu ha. That's too much meat. That's too much meat. À, con hay bị thiếu chữ much, có chữ chờ. That's too much meat. That's too much meat. Vẫn thiếu chữ chờ. Much. Much. That's too much meat. That's too much me. That's too much meat. Yeah, meat. Yeah. That's too much meat. That's too much meat. 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 Yeah, meat. The hat. Meat. Meat. Right, good. Thank you. Right, next. Do you eat fruit? Do you eat fruit? Eat. Câu hỏi. Much. Do you eat much fruit? Cũng được. Hoặc còn gì nữa không? A lot of. Yes, a lot of. A lot of. A lot of. Yeah. Right, a lot of. A lot of. A lot of. Okay. Tiếp. And I think so. I eat chấm chấm pieces of fruit every evening. What? A few piece hay là pieces? Pieces. Pieces. But my mom says, my mom ha, Mỹ hay là my mom says it, chấm chấm enough. Cái gì enough? Tự đoán ra con. He says he eats a few pieces, but his mom doesn't think he eats enough. So she says it's not, là it's too enough, là it's not enough, it's very enough. It's not. Yes. Đọc dùng câu ha. It's not enough. It's not enough. Not enough. It's not enough. It's not enough. Okay. Rồi. And okay. So my question. Here we go. Chocolate. Eat milk. Drink rubbish. Recycle water waste. So for me, I will ask you the question first. How much chocolate do you eat? How much chocolate do you eat a week? Like one piece or one bar of chocolate, or just 1 kilo of chocolate. Do you? One piece of chocolate. One piece, only one piece? Yeah. Oh, okay. You eat quite a little. Okay, and how about milk? How much milk do you drink a day? I drink a little of milk. Every morning? Yeah. Oh, okay, interesting. Do you drink like some a cup of warm milk every morning to start a day? Yeah. Okay. And do you drink a glass of milk before going to bed? Do you drink a glass of milk before going to bed? I heard that is good for your health. Do you?
Do you drink milk before going to bed? No. Mm-hmm. So usually when you drink milk, how many milliliters do you drink? Do you know it? I don't think we know how many milliliters we drink, right? ml. This is it? ml. ml, z, ml. This is mil. 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 Là mil, mil. 25 milliliters water. Let me see what it stands for. Này, nó là cái milliliter. Đọc ngắn gọn là mil đi. Ha. Milliliter. 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 That's right. Là milliliter. Ha. So, đọc ngắn gọn là mil. Ha. Mil. 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 That's right. Ha. Là mil. Right, mil. So 25 mil water. And next, how much rubbish do you recycle at home every month? How much? Do you recycle rubbish at home? Yeah. Do you? Do you recycle them? Recycle waste or rubbish or trash at home? Recycle là gì? First we have to reduce and then reuse and recycle the waste or trash. Everything we throw away, before we throw it away, we need to reduce using. Huh? So recycle first. We need to phân loại nó cái đã ha. Đấy thì gọi là đây nè, giảm nè, sử dụng lại và tái chế. Rethink about buying something. Do you really need it or you just want it? And then refuse, từ chối luôn. Refuse not to buy it. And reduce là giảm xuống. And reuse là gì con? Cái gì mà nó có re là nó lại, sau reuse nghĩa là reuse, tái sử dụng. Ừ, recycle. Thí dụ như từ giấy, cho giấy vụn mình làm thành một cái thùng cạc tông thì đó gọi là recycle. Tái chế. Ừ, đấy. This is recycle nè. Từ cái này nó thành mấy cái này. Ví dụ vậy, từ cái này nó ra thành một cái này. Đó, đây gọi là recycle. Rồi. And so, do you recycle things at home? No. Okay. That's a shame, huh? That's a shame. No, that's a shame. What a shame. Thiệt là, thiếu chữ SH rồi. Thật là, không phải thật tiếc. Yeah. Chữ shame là xấu hổ thật sự, nhưng mà nguyên một câu này thì là tiếc ghê. What a shame. Right. And all right. So that's it. That's it for today. Thank you very much. Listen to this one. So I give you some homework to do. Right. Quantifiers. Hey, here we go. Hey. Hey. Can you choose? I only need a little or a few milk for this recipe. I only need a little milk for this recipe. Là công thức á, recipe. Right, recipe. Recipe. Again, please. Recipe. That's right. Right. There are only a little, a few eggs in a cupboard. Cupboard. Yes. Can I have a little, a few sugar in my coffee? A little. The children want a little, a few sandwiches.
few. I drink lower ha. Right. We don't have oranges. Many. Okay. Mom has recipes for fish dishes. Many. There isn't bread left. Much. We don't need onions for this dish. Many. I don't want food just now, thank you. Much. That's right. Mom, I'm making pizza and I need a few tomatoes. There are of tomatoes in the fridge, Jenny, fridge. On. Much of tomatoes or A little. a lot of A which lot of. yes right a lot of oh yes but there isn't cheese isn't A few, a little. There isn't a little cheese. Không có tí, không có ít. Phô mai hả? Nghe nó có kỳ không? Có cà chua nhưng không có. Many, Can you count cheese? not No, much. that's right. There's not much cheese. Okay, I'll get some from the store. Thanks. Just get cheese. Much. Yeah, just get much cheese, or you can use a lot of cheese. Yeah, mua nhiều giống á. And do we have peppers? What can you use there? Much. Really? Peppers. We have S at the end, so it means we can count it. You can count it. Many. Yeah, many. Anything else? A lot of. Yeah, a lot of. And I'll get peppers. Your brother likes them. Many. And A lot of. that's right, a lot of. Ủa, mình chưa có sum luôn ha. Sum thì nó cũng tương tự với a lot of thôi nha con. Đếm được và không đếm được là nó ok hết ha. So I'll see if we have some, much, a Some. Any? Some more any. This is interesting. Here we go. Right. Here we go. There's some or any milk in the fridge. Any nghĩa là gì con? Some, first of all, some là gì? Nhiều. Một ít, một vài. Nếu nhiều người ta kêu là lot of rồi ha. Some apples nè. Thiếu chưa? Hey, here we go. You can see some apples. Hey, just some. And any. I don't have any money. Do you have any money? Can you give me some money? So any có nghĩa là gì? Dạ không. Bất kỳ, bất cứ ha. Nên mình dịch trong câu phủ định nghi vấn á. Câu nghi vấn thì nó sẽ là bất cứ cái nào không, còn câu phủ định đó, nó sẽ là không có tí nào hết. Rồi, sau thay vì con nói là I don't have any money, I don't have any money, I have no money. Nó nói vậy nó nhanh hơn. I don't have any money. I have no money. Yeah, please. I don't have any money. I have no money. That's right, no money. Money. Nó cộng cho cả danh từ đếm được và không đếm được luôn và sum cũng vậy nha. Rồi rất là tiện ha. There's some milk hay là there's any milk in the Yes. Any. Any vậy thì dịch sao? Có bất kỳ sữa trong tủ lạnh hả? Nếu vậy thì phải là is there? Có tí sữa nào trong tủ lạnh không? Is there any milk? Nhưng câu này là câu khẳng định.
Mình sẽ dùng yes. There's some milk Nói luôn hả? There's some milk in the fridge. the Okay, we don't need flour. Chữ này là bột ha, nhưng mà đọc y như hoa vậy đó. Flour. Flour. Flour to make flour. Flowers to make flour. Can you hear it? Flowers to make flour. Nghe mắc cười ha. Flowers to make flour. Nói vậy thì đố ai mà hiểu. Flowers to make flour. Right, again please. Flower to make flour. Ờ, khác cái mùa lại ha. Flower. Flower. Flowers. Flowers. Okay, phải kế một khúc rồi ha. Rồi, we don't need some hay là any flower. Any That's flower. Right. Okay, can I have some, any water, please? Nghe nào hợp lý hơn? Tôi có thể có tí nước nào không hả? Any. Ừ, tôi nói chung cũng được. Can I have any water? Hoặc là can I have some water? Cái nào cũng ok nha. Thank you very much. I'll see you later. Okay, yeah, bye bye cả. Yeah.